Chào mừng các bạn đã đến với hành trình khám phá thế giới thiên nhiên kỳ thú. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài chim thanh lịch và duyên dáng, biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc, hạc trắng. Với bộ lông trắng tinh khôi và đôi cánh đen vút bay, hạc trắng không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn mang theo những câu chuyện huyền thoại và bí ẩn. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống, tập tính và hành trình di cư đầy kỳ diệu của loài chim đặc biệt này. Với vẻ ngoài thanh lịch và duyên dáng, hạc trắng là một trong những loài chim lớn nhất và dễ nhận biết nhất trên thế giới. Chúng có chiều dài cơ thể từ 100 đến 115cm, với sải cánh rộng từ 155 đến 215cm. Trọng lượng của một con hạc trắng trưởng thành dao động từ 2,5 đến 4,5kg, tùy thuộc vào giới tính và điều kiện sống. Hiện nay, ước tính có khoảng 220.000 đến 250.000 cá thể hạc trắng trên toàn cầu, chủ yếu tập trung ở châu Âu và Tây Á. Vào mùa đông, chúng di cư về phía Nam, đến các vùng đồng bằng và đầm lầy của châu Phi để tránh cái lạnh khắc nghiệt, từ những cánh đồng xanh tươi của Pháp, Đức và Ba Lan, đến các khu bảo tồn thiên nhiên ở Sudan và Nam Phi. Hạc trắng đã tạo nên những hành trình di cư đầy ấn tượng và kỳ diệu, gắn kết nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành trình sinh tồn của mình. Hạc trắng là một trong những loài chim có chuyến di cư dài nhất thế giới, với khoảng cách lên tới 16,000km mỗi năm. Mỗi năm, khi mùa thu đến, hàng chục ngàn con hạc trắng từ châu Âu và Tây Á bắt đầu cuộc hành trình di cư về phía Nam, đến châu Phi để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Cuộc hành trình này có thể kéo dài từ 5.000 đến 10.000km, một quãng đường đầy thách thức nhưng cũng đầy kỳ diệu. Điều đặc biệt về hành trình di cư của hạc trắng là chúng không bay liên tục mà tận dụng các luồng khí nóng, gọi là luồng nhiệt, để tiết kiệm năng lượng. Chúng bay lên cao trong các luồng nhiệt này rồi lượn xuống và tiếp tục tìm luồng nhiệt mới. Nhờ chiến lược này, hạc trắng có thể bay hàng ngàn km mà ít tiêu tốn năng lượng. Trên hành trình di cư, hạc trắng thường dừng lại ở các địa điểm nghỉ chân quan trọng để lấy lại sức, các khu vực như đồng bằng sông Ninh ở Ai Cập, các hồ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và vùng đầm lầy của Tây Ban Nha trở thành những trạm dừng chân quen thuộc, nơi chúng có thể tìm thấy thức ăn và nước uống. Khi đến đích, các vùng đồng bằng và đầm lầy của châu Phi, hạc trắng tận hưởng mùa đông ấm áp và phong phú về thức ăn. Tại đây, chúng chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về vào mùa xuân, khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên ở châu Âu và Tây Á. Mỗi cuộc hành trình là một thử thách nhưng cũng là một minh chứng cho sự kiên trì và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của loài hạc trắng. Hạc trắng có thể sống đến 30 năm trong tự nhiên, với một số cá thể được ghi nhận sống đến hơn 35 năm. Hạc trắng, hay còn gọi là Ciconia, nổi bật với bộ lông trắng tinh khiết, một đặc điểm giúp chúng dễ dàng nhận biết trong tự nhiên. Bộ lông của hạc trắng không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng và đen, mà còn là một cơ chế bảo vệ hữu hiệu. Khi nhìn từ xa, bộ lông trắng của chúng giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu khi bay lượn trên bầu trời xanh. Chào mừng các bạn đã đến với hành trình khám phá thế giới thiên nhiên kỳ thú. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài chim thanh lịch và duyên dáng, biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc, hạc trắng. Với bộ lông trắng tinh khôi và đôi cánh đen vút bay, hạc trắng không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn mang theo những câu chuyện huyền thoại và bí ẩn. Hãy cùng chúng tôi khám phá cuộc sống, tập tính và hành trình di cư đầy kỳ diệu của loài chim đặc biệt này. Với vẻ ngoài thanh lịch và duyên dáng, hạc trắng là một trong những loài chim lớn nhất và dễ nhận biết nhất trên thế giới. Chúng có chiều dài cơ thể từ 100 đến 115cm, với sải cánh rộng từ 155 đến 215cm. Trọng lượng của một con hạc trắng trưởng thành dao động từ 2,5 đến 4,5kg, tùy thuộc vào giới tính và điều kiện sống. Hiện nay, ước tính có khoảng 220.000 đến 250.000 cá thể hạc trắng trên toàn cầu, chủ yếu tập trung ở châu Âu và Tây Á. Vào mùa đông, chúng di cư về phía Nam, đến các vùng đồng bằng và đầm lầy của châu Phi để tránh cái lạnh khắc nghiệt, từ những cánh đồng xanh tươi của Pháp, Đức và Ba Lan, đến các khu bảo tồn thiên nhiên ở Sudan và Nam Phi. Hạc trắng đã tạo nên những hành trình di cư đầy ấn tượng và kỳ diệu, gắn kết nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành trình sinh tồn của mình. Hạc trắng là một trong những loài chim có chuyến di cư dài nhất thế giới, với khoảng cách lên tới 16,000km mỗi năm. Mỗi năm, khi mùa thu đến, hàng chục ngàn con hạc trắng từ châu Âu và Tây Á bắt đầu cuộc hành trình di cư về phía Nam, đến châu Phi để tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Cuộc hành trình này có thể kéo dài từ 5.000 đến 10.000km, một quãng đường đầy thách thức nhưng cũng đầy kỳ diệu. Điều đặc biệt về hành trình di cư của hạc trắng là chúng không bay liên tục mà tận dụng các luồng khí nóng, gọi là luồng nhiệt, để tiết kiệm năng lượng. Chúng bay lên cao trong các luồng nhiệt này rồi lượn xuống và tiếp tục tìm luồng nhiệt mới. Nhờ chiến lược này, hạc trắng có thể bay hàng ngàn km mà ít tiêu tốn năng lượng. Trên hành trình di cư, hạc trắng thường dừng lại ở các địa điểm nghỉ chân quan trọng để lấy lại sức, các khu vực như đồng bằng sông Ninh ở Ai Cập, các hồ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và vùng đầm lầy của Tây Ban Nha trở thành những trạm dừng chân quen thuộc, nơi chúng có thể tìm thấy thức ăn và nước uống. Khi đến đích, các vùng đồng bằng và đầm lầy của châu Phi, hạc trắng tận hưởng mùa đông ấm áp và phong phú về thức ăn.
tại đây, chúng chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về vào mùa xuân, khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên ở châu Âu và Tây Á. Mỗi cuộc hành trình là một thử thách nhưng cũng là một minh chứng cho sự kiên trì và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của loài hạc trắng. Hạc trắng có thể sống đến 30 năm trong tự nhiên, với một số cá thể được ghi nhận sống đến hơn 35 năm. Hạc trắng, hay còn gọi là Ciconia, nổi bật với bộ lông trắng tinh khiết, một đặc điểm giúp chúng dễ dàng nhận biết trong tự nhiên. Bộ lông của hạc trắng không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng và đen, mà còn là một cơ chế bảo vệ hữu hiệu. Khi nhìn từ xa, bộ lông trắng của chúng giúp phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu khi bay lượn trên bầu trời xanh. Chiếc mỏ của hạc trắng không chỉ sắc bén mà còn cực kỳ nhạy bén. Chúng có thể cảm nhận được chuyển động nhỏ nhất trong nước, giúp chúng bắt con mồi với độ chính xác cao. Điều này đặc biệt hữu ích khi săn bắt cá và các loài động vật dưới nước. Hạc trắng thường săn mồi vào ban ngày, khi ánh sáng mặt trời giúp chúng nhìn rõ con mồi dưới nước. Chúng thích các vùng đầm lầy, cánh đồng ngập nước và bờ sông, nơi có nhiều loài động vật nhỏ sinh sống. Mỗi con hạc trắng có thể săn mồi trong một khu vực rộng lớn, lên đến vài km vuông, để đảm bảo nguồn thức ăn dồi dào. Hạc trắng thường giao tiếp với nhau bằng tiếng bộc lộ đặc trưng. Đây là một hình thức giao tiếp hiệu quả giúp cho các cá thể này tìm kiếm bạn đời và duy trì mối quan hệ. Tiếng bộc lộ cũng có thể được sử dụng để đe dọa hoặc bảo vệ lãnh thổ của chúng trong mùa sinh sản. Trong mùa sinh sản, hạc trắng còn săn mồi để nuôi dưỡng con non. Chúng mang thức ăn về tổ, chia sẻ với những chú chim non đang lớn lên từng ngày. Sự chăm sóc tận tụy này giúp đảm bảo thế hệ sau của loài hạc trắng được nuôi dưỡng đầy đủ và khỏe mạnh. Hạc trắng là một trong những loài chim có hệ thống xác định giới tính rõ ràng nhất. Con đực và con cái có sự khác biệt rõ rệt trong màu sắc lông và kích thước. Con đực thường lớn hơn và có màu sắc lông rực rỡ hơn so với con cái, đặc biệt là trong mùa sinh sản khi chúng diện màu đỏ hoặc đen tươi trên một nền trắng sáng. Trước khi bắt đầu mùa sinh sản, hạc trắng thường thực hiện các màn biểu diễn bay đẹp mắt để thu hút bạn đời. Mỗi năm, các cặp đôi hạc trắng quay lại cùng một nơi sinh sống để sinh sản. Họ thường nghỉ lễ trước khi sinh con và chọn các địa điểm an toàn để xây tổ. Hạc trắng đã được ghi nhận xây tổ và sinh sản ở nơi cao độ lên tới 2,500m trên dãy núi Pyrene. Điều này cho thấy sự thích nghi tuyệt vời của loài chim này với các môi trường khắc nghiệt và cao độ. Chúng chọn những nơi này để đảm bảo an toàn và sự ấm áp cho trứng trong quá trình ấp trứng và nuôi con. Sau khi đẻ trứng, cả hai đôi phụ huynh hạc trắng đảm nhận vai trò trong việc ấp trứng và chăm sóc con non. Thời gian ấp trứng kéo dài khoảng 4 tuần, sau đó là giai đoạn quan trọng của việc ấp dưỡng và nuôi dưỡng những đứa con non. Vào lúc hoàng hôn, khi mặt trời hoặc trăng lên, hạc trắng thường quay về tổ của chúng để đảm bảo sự ấm áp cho trứng. Đây là một chiến lược sinh học thông minh giúp giữ ấm cho trứng và tăng khả năng sống sót của các con non khi chúng còn non yếu. Những con non hạc trắng ra đời yếu ớt và phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cha mẹ. Chúng bắt đầu lớn lên và phát triển lông bộ sau vài tuần đầu tiên. Sau khi lông mọc đầy đủ, chúng dần trở nên khỏe mạnh và dễ dàng hơn trong việc di chuyển và học cách săn mồi từ cha mẹ. Để từ những quả trứng nhỏ bé, con non hạc trắng ra đời nhạy cảm và yếu ớt. Ban đầu, chúng chỉ biết nằm im trong tổ, dựa hoàn toàn vào sự chăm sóc ân cần của cha mẹ. Trải qua khoảng 4 tuần ấp trứng, những chú chim non sớm bắt đầu phát triển lông đầu tiên và trở nên khỏe mạnh hơn. Sau khi lông mọc đầy đủ, con non bắt đầu thử nghiệm với cánh và dần học được cách bay. Trong giai đoạn này, cha mẹ tiếp tục cung cấp cho chúng các bữa ăn giàu dinh dưỡng để giúp chúng phát triển nhanh chóng và có thể tự mình săn mồi. Với sự dẫn dắt của cha mẹ, con non hạc trắng dần học cách tự mình săn bắt và di chuyển trong môi trường tự nhiên. Những kỹ năng này là quan trọng để chúng có thể tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm thức ăn khi trưởng thành. Khoảng sau 2 tháng tuổi, các con non hạc trắng đã phát triển đủ khả năng để rời tổ và khám phá thế giới xung quanh. Chúng thường cùng nhóm nhỏ các đồng loại và học hỏi các kỹ năng sinh tồn từ các thành viên trong bầy đàn. Qua từng tháng, chúng lớn lên và trở thành những thành viên quý giá trong cộng đồng chim rộng lớn. Tại Ba Lan, nỗ lực bảo tồn môi trường đã dẫn đến một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc với hạc trắng. Từ năm 1995 đến năm 2015, số lượng các cặp hạc trắng đã tăng từ khoảng 100 cặp lên hơn 1,000 cặp. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của các chương trình bảo tồn và nỗ lực cộng đồng trong việc bảo vệ loài chim quý hiếm này. Và như ánh hoàng hôn buông xuống, hành trình khám phá về loài hạc trắng của chúng ta cũng đến hồi kết. Hạc trắng, với vẻ đẹp thanh tao và những chuyến di cư kỳ diệu, không chỉ là biểu tượng của thiên nhiên hoang dã mà còn là lời nhắc nhở về sự cân bằng và sự sống mãnh liệt của trái đất. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên hấp dẫn như thế này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này và hẹn gặp lại trong các video sau nhé.